Thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng còn tham gia tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương như xây dựng nông thôn mới, khám chữa bệnh giúp bà con, trao tặng phương tiện sinh kế, xây dựng mái ấm cho người nghèo, tham gia phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Người chiến sĩ quân hàm xanh thực sự là hình ảnh gần gũi thân thương, là điểm tựa tin cậy của bà con nhân dân khu vực biên giới biển của thành phố. Phóng sự được thực hiện nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng ngày 3 tháng 3. Đây là những hình ảnh chúng tôi ghi lại khi các cán bộ chiến sĩ Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tham gia cứu nạn tàu cá DNA 91066 và hai ngư dân phường Thọ Quang, quận Sơn Trà bị tai nạn trong lúc đang cho tàu đi tránh cơn bão số 6 năm 2020. Đang lớn quá, vô nước nữa nước tài nhờ anh em giúp đỡ luôn cho con tôi trên rồi được. Trong những đợt mưa bão, áp thấp nhiệt đới kéo dài, Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu để giúp bà con nhân dân cứu kéo neo đậu tàu thuyền và khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng thành phố đã triển khai lực lượng chuyên trách làm nhiệm vụ trên biển và đấu tranh có hiệu quả chống tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển nước ta, để tránh bắt trộm hải sản, xua đuổi, hành hung ngư dân ta, buôn lậu gian lận thương mại trên biển và tại cửa khẩu cảng, buôn bán sử dụng ma túy trên địa bàn và các phường ven biển. Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phối hợp với các địa phương thực hiện hiệu quả các mô hình như khu dân cư văn hóa biển, tổ tàu thuyền đoàn kết an toàn, cảng cá văn hóa, chương trình nâng bước em đến trường, con nuôi đồn biên phòng, phân công đảng viên các đồn biên phòng tham gia sinh hoạt với cấp ủy, chi bộ khu dân cư các phường ven biển. Qua đó đã góp phần xây dựng các phong trào và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững niềm tin và chỗ dựa vững chắc để ngư dân ta yên tâm bám biển, gắn chặt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Đảng bộ Bộ đội Biên phòng thành phố đã tập trung lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên biển, bảo đảm an ninh cửa khẩu, chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn. Đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và tăng cường đoàn kết quân dân. Đã tập trung xây dựng đảng bộ và các tổ chức quần chúng vững mạnh theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố đã đề ra. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ và thực hiện nghiêm túc quan điểm chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước trong giải quyết những vấn đề nảy sinh trên biển theo phương châm kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, khôn khéo linh hoạt, tuyệt đối không để bị động bất ngờ, không để kẻ địch và phần tử xấu tạo cớ gây mất ổn định trên Biển Đông, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế biển của thành phố.